Cây này cây sam trái nha các bạn, cây này nó lú tược mạnh rồi. Cây này mình gửi nguyên cái chậu này về riêng gì nha các bạn, cây này nay nó lú tược mạnh rồi, cây này đóng thùng xốp, cây này chắc chắn sống rồi, chứ nó lú tược mà tí xíu vậy là cũng chưa chắc đâu nha các bạn. Sam trái nó lúc mà mình khai thác mình bứng ngoài này, ngoài vườn vô là tỷ lệ sống nó cũng thấp lắm á. Sam trái phải ưu tiên mấy cây thần chậu rồi mới chắc cú, còn sam trái khai thác á, nó dễ sống hơn sam trái công nghiệp, nó ngộ vậy nha các bạn. Sam trái khai thác thì mà nó dễ sống hơn cái dòng sam trái công nghiệp. Đây là sam trái công nghiệp trồng xa mình trồng ở miền Nam. Cái này cái hoành như này chắc bự nhỏ hơn nữa, bự hơn con tơ cá nhưng mà nhỏ hơn con gì cá nha bạn, bự hơn con tơ cá nhiều. Nó nằm sát dưới đây. Sam trái kiểu dáng đổ